còn nhớ những gì bố mẹ dạy chứ? Bút, bàn, giấy, giày. Cậu thật dị không? Mọi thứ ổn chứ Charlie? Nó lại xảy ra. Chuyện gì cơ? Chuyện xấu. Thì mất kiểm soát thì con làm gì? Chả ích gì. Dựa trên một tuyệt tác của ông hoàng kinh dị Stephen King, khi siêu năng lực vượt ngoài tầm kiểm soát, điều khủng khiếp gì đang chờ đợi ở phía trước? Đừng đùa với người tạo lửa trên kênh Cinemax.